Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ báo giá tổng thể các chiếc xe đạp mới về trong của cửa hàng em trong ngày hôm nay, và em sẽ làm hai phần. Đầu tiên ở kho thứ hai của em thì bây giờ em sẽ đánh giá nhanh qua sơ lược qua những cái xe đạp này, mời các bác đón xem. Hôm nay là trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2019, và bây giờ em sẽ quay chi tiết từng con một. Vâng, và tiếp tục là những cái chiếc xe đua, là xe đua Merida, cấu hình 8 níp 2 đĩa, giá 6,5 triệu, khung nhôm. Thì những chiếc này thì em cũng, các bác cần ảnh chi tiết thì các bác nhắn Zalo cho em qua số 0975709943. Tiếp theo là chiếc Touring Format, cấu hình cũng 2 đĩa 8 níp, vâng, giá là 5,5 triệu. Tiếp theo là Touring Gian Lever, hiệu này là chuyên cho size thấp của Giant, bánh 700C, 3 đĩa 8 líp. Tiếp theo là xe Touring 2 đĩa 8 líp, cấu hình xe đua, tay bằng, rất là dễ đi, nhẹ, đạp rất là bon, vành sống cao. Tiếp theo là một chiếc xe đua Trinity Plus đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, giá là 6,000,000. Tiếp theo là chiếc Momentum Elite, xe đi trong phố. Tiếp theo là một số các cái xe Nhật bãi, giá từ 3,8 triệu đến 3,6 triệu. Mấy chiếc này là Merida màu hồng size thấp, Olympia và xe Scott, giống chéo, tất cả là giống chéo và size thấp để phù hợp cho nữ đi, hoặc là các bác thích giống chéo. Tiếp theo là xe OCR, Gian OCR 3300 ạ. Cấu hình 3 đĩa 8 líp, đồ Shimano xe đua hết, tay bấm là DOG rất là tốt, giá 6,5 triệu. Tiếp theo là con FCR 3100, cấu hình là 2 đĩa 8 líp, tay con này là tay sừng trâu nghỉ. Tiếp theo là con Winmax 2500, xe đua của Giant, cấu hình tốt, giá rẻ. Đây là một số con xe đua cấu hình ngon bổ rẻ, Winmax 2500, Winmax 2200 và Eurobike, giá 4,5 triệu, giá từ 4,5 triệu đến 5,5 triệu. Thì các bác có gì nhắn tin Zalo cho em qua số 0975709943. Rồi tiếp tục đi ra ngoài này. Tiếp tục đó là xe địa hình carbon toàn phần, khung carbon. Cấu hình khá là tốt ạ. Trục rỗng, Zetro Spec để DOG, líp 10 tầng, máy bi vòng cối lỗ. Máy cối lỗ bi vòng, khung carbon toàn phần, đè DOG, tay bấm DOG, phanh dầu, phanh dầu, giảm sóc hơi các bạn ạ, khóa sóc trên tay. Anh xin lỗi, con này giảm sóc dầu. Con này giảm sóc dầu, khóa sóc trên tay. Bộ tay bấm DOG, giá là 8,5 triệu. Tiếp theo là chiếc địa hình DT Fly, thương hiệu của Colombia. Tiếp theo là xe 9X, khung nhôm, giảm sóc hơi, phanh dầu, 3 đĩa 9 níp để ăn tốt, Shimano ăn tốt đời mới nhất, giá 6,000,000. Tiếp theo là con lau X, khung nhôm, giảm sóc dầu, 10 đĩa để DOG, Shimano DOG khá là tốt ạ. Tiếp theo đó là con Motachi, để Motachi ngon bổ rẻ, phanh dầu, Mayer Shimano, cấu hình rất ngon mà là giá lại rẻ,
Một tiếp theo là Vonka Rex Plus cấu hình cực khủng, phanh sóc hơi, phanh dầu, Mayer bi vòng, đồ đĩa trục rỗng DOG, đế giam, phanh dầu Shimano. Tiếp theo là chiếc Trek 3 series, chiếc 3500 phanh V. Tiếp theo là con Trek này là cấu hình bình thường nhưng mà thương hiệu của Mỹ khá là tốt trong tầm giá. Con này gần 5 triệu. Tiếp theo là con Zan ATX 7 nhập khẩu, con này đời đế DOG. Tay bấm DOG hết. Tay bấm Anibio. Đùi đĩa trục rỗng DOG. Tiếp theo là con Trek 3500 nhưng mà bản này là bản phanh đĩa, nên em có hai bản, một bản phanh V và một bản phanh đĩa. Tiếp theo con Trek 4003 thì con này đương nhiên là cấu hình số to hơn thì gấu hơn con 3005 rồi. Là cấu hình Shimano và đề Aseda 9 lít, thương hiệu Mỹ, chính hãng, nhập khẩu size 17-5. Tiếp theo là con Calondale trên 6, con này rất đẹp, hai con đều đẹp. Con Trek và Calondale đều thương hiệu của Mỹ và Canada, Calondale thì là của Canada. Đồ Shimano toàn phần, mới đẹp, con này mới là 90%, con Calondale trên 6 này. Tiếp theo là một chiếc xe đua lại giá rẻ tiếp là của hiệu Raleigh, hiệu Anh. Giá là 4.800.000. Tiếp theo là một chiếc xe đua FCR 3500 màu trắng đỏ rất là đẹp, thì trên kênh của em thì đã đánh giá rất nhiều con này rồi. Thì bán rất là chạy về con nào, con này thì em đánh giá khá là đẹp, sơn siếc đẹp luôn. Còn tiếp theo có hai con còn lại, đó là con xe đua OCR 3300 giá là 7.500.000 và OCR 3500 giá 7.000.000, đều của chính hãng Giant, cấu hình 2 đĩa 8 lít. Vâng, và đây là kết thúc phần 1, phải tí nữa em sẽ quay phần 2 ạ. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện và về. Và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển hết chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là em sẽ
là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện. Phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.